Nhận thấy kinh doanh chất lượng cao cần phải cải thiện chất lượng sản phẩm và cơ sở nguyên liệu, tăng cường sự cạnh tranh với các đối thủ trong nước. Nhận thấy kinh doanh nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý cho nông sản việt nam chất lượng cao cần phải được xây dựng và áp dụng các hành lang pháp lý c